Chào tất cả mọi người. Sửa một chiếc điều khiển cũng là một phần nhỏ trong cái công việc của mình. Và trong cái thời gian quá trình sửa chữa thì mình gặp rất là nhiều những trường hợp hỏng từ những chiếc điều khiển như này. Ở đây là một cái điều khiển của TV Samsung và cái hiện tượng hỏng của nó chính là bị chập điều khiển. Với cái hiện tượng chập điều khiển thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thông qua cái cục kiểm tra điều khiển chuyên dụng của mình. Và các bạn nếu như không có cái cục kiểm tra chuyên dụng như này thì các bạn cũng có thể làm theo một cái cách, đó chính là chúng ta bật camera của điện thoại lên và hướng cái điều khiển, cái mắt phát hồng ngoại này của điều khiển, tức là ở trên đầu điều khiển như này các bạn, dí sát vào cái phần camera của điện thoại, mắt camera của điện thoại. Thì nếu như các bạn ấn điều khiển thông thường thì các bạn sẽ ấn một phím bất kỳ thì nó sẽ phát ra một cái ánh sáng. Các bạn nhớ là vào trong cái không gian nó hơi tối một chút thì chúng ta sẽ dễ phát hiện, thì nó sẽ phát ra cái ánh sáng. Mà nếu như chúng ta ấn vào nó không phát ra ánh sáng thì tức là cái điều khiển chúng ta bị hỏng hoặc hết pin gì đó thì chúng ta cần phải kiểm tra. Đây là một cái hiện tượng hỏng khác, đó chính là chúng ta không ấn nhưng nó tự động phát ra ánh sáng. Đó, nếu như các bạn có thể kiểm tra bằng điện thoại. Còn bây giờ thì dễ dàng hơn, thì mình sẽ dùng cái cục thử điều khiển chuyên dụng của mình như này. Bây giờ thì mình sẽ cắm cái cục thử điều khiển này của mình vào ổ điện 220V. Các bạn nhìn thấy rằng là nó có một bóng đèn báo xanh là đang cái trạng thái đang chờ. Và các bạn nhìn thấy là điều khiển của mình không ấn. Không ấn. Nhưng mà cái này vẫn phát ánh sáng và mình ấn vào nút này thì nó tắt. Như vậy là điều khiển này đang bị bất thường và đang bị chập phím. Bây giờ thì mình sẽ tháo ra và chia sẻ cái cách sửa chữa vô cùng đơn giản cho các bạn. Trước tiên thì chúng ta sẽ tháo cái điều khiển này ra. Tùy theo loại điều khiển mà nó có ốc hay không, thông thường thì nó sẽ không có ốc. Các bạn sẽ dùng một cái vật gì đó để chúng ta cậy cái điều khiển này ra. Với những chiếc điều khiển mà nó tự động ấn nút như thế này thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để chúng ta có thể xử lý ở tại nhà mà không cần phải mang đi đâu. Còn đối với những cái chiếc điều khiển mà chúng ta ấn mà nó không có hiện tượng gì thì chỉ có một số những anh em cũng biết chút ít về điện thì chúng ta mới làm theo được. Những chiếc điều khiển mà đi theo chính hãng thì nó thường rất là cứng cáp. Và cái việc mà bóc ra của chúng ta đôi khi cũng rất là khó. Rồi, mình đã bóc xong cái điều khiển ra, như các bạn thấy. Đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Với cái cách khắc phục cho cái hiện tượng mà điều khiển nó tự động bị ấn nút như thế này, tự động chập như này, mặc dù không có một cái nút nào kẹt cả các bạn nhé, thì đây đa số là do cái hiện tượng bị ẩm ướt. Hiện tượng bị ẩm ướt bên trên cái phím này. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái khăn mình sẽ lau đi. Các bạn sẽ dùng cái khăn khô nhé. Khăn khô càng tốt, chúng ta sẽ lau đi. Đây thì cái khăn này của mình cũng đang bị ướt. Mình sẽ lau sạch đi. Sau đó mình sẽ dùng sấy. Nếu như các bạn dùng bằng cái khăn khô thì chúng ta sẽ không cần sấy. Có một số trường hợp thì các bạn không cần lau mà chúng ta sẽ sấy luôn cũng được, hoặc là phơi ra thì nó cũng sẽ được. Như một số trường hợp mà nó hiện tượng nó bị tạo lên một lớp màng gì đó, nó dẫn điện được trên mặt điều khiển này, thì chúng ta sẽ sấy đi nó cũng sẽ không được. Đó. Và chúng ta nhớ rằng là chúng ta sẽ lau luôn cả cái phím cao su này đi. Sau đó các bạn sẽ dùng cái sấy tóc.
bạn có thể nhìn thấy là cái điều khiển này nó đang bị rất là ướt này, nên chúng ta sẽ bóc hẳn ra và sấy đi. Đó, rất là ướt. Sau khi mọi người đã lau xong cái phím điều khiển này và chúng ta đã sấy khô thì chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp lại. Mọi người chú ý là hai cái tiếp điểm pin này thì chúng ta nên cắm đúng khe của cái hai cái rãnh này. Nhớ chú ý cái này. Đây là một cái loại điều khiển mà nó không dùng bằng cá thì nó sẽ dùng bằng ép keo luôn các bạn. Thì chúng ta sẽ gần như là chúng ta sẽ ấn vào nó sẽ không ăn đâu, nên chúng ta sẽ phải dùng một cái loại keo mới để gắn lại. Đó, bây giờ thì mình sẽ nắp pin và kiểm tra. Đây, ngay lập tức thì mình dí cái mắt phát hồng ngoại này vào cái thử điều khiển của mình thì nó sẽ không sáng nữa. Bây giờ mình sẽ thử ấn một phím. Đó, như này là điều khiển đã bình thường. Đây là một cái mẹo rất là đơn giản, chúng ta có thể tự làm tại nhà. Và mình nghĩ rằng cái video này sẽ giúp ích cho một số mọi người đang gặp cái trường hợp như vậy và chúng ta có thể xử lý thành công. Mặc dù là các bạn mang ra hiệu sửa thì cũng chỉ mất khoảng 1-2 chục ngàn đồng thôi cho cái trường hợp sửa điều khiển như thế này. Nhưng nếu như các bạn tự sửa được thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Mà đôi khi mang đi sửa nó cũng khá là xa xôi và nó ngại. Đó, đây là mình đã xử lý xong một cái pan bệnh điều khiển nó bị chập phím một cách rất là đơn giản. Và với video này thì mình chúc cho tất cả các bạn gặp phải trường hợp này xử lý thành công. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới.